Thưa quý vị và các bạn, vốn nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp, Thanh Hóa từ lâu đã trở thành địa điểm được lựa chọn của nhiều gia đình. Bên cạnh những điểm đến nổi tiếng như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Lam Kinh, Thành Nhà Hồ hay Bù Luông, thì Thanh Hóa còn nhiều điểm đến đặc sắc được du khách khuyên nên đến một lần. Bãi Đồng là bãi biển thuộc bán đảo Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nằm cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 60 km. Bãi Đồng ẩn mình trong vùng biển hẹp, tĩnh lặng và tương đối biệt lập. Từ trên cao phóng tầm mắt ra xa, dải bờ biển này mang vẻ đẹp hoang sơ với những vạt phi lao chắn cát, chắn gió, giữ cho vùng đất này thoát khỏi vô số cơn thịnh nộ từ biển cả. Cũng bởi cái vẻ đẹp yên bình và lãng mạn ấy, nên đón bình minh hay ngắm hoàng hôn ở bãi Đồng luôn là một trải nghiệm tuyệt vời với mỗi du khách. Nếu đã đến Bù Luông Bà Thước, thì du khách cũng không nên bỏ qua Kho Mường, một bản vùng cao của xã Thành Sơn, huyện Bà Thước. Kho Mường là thung lũng nguyên sơ, nằm trên hành trình Thượng Sơn lên đỉnh Bù Luông hùng vĩ. Kho Mường là một vùng tương đối bằng phẳng, rộng 280 hectare, là nơi sinh sống của 62 hộ dân tộc Thái với 251 nhân khẩu. Ngày nay, nhờ vào những gì thiên nhiên ưu ái ban tặng và sự hướng dẫn của các cấp chính quyền địa phương, người dân nơi đây đã phát huy được tiềm năng vốn có của tạo hóa. Cùng nằm trên địa bàn huyện Thạch Thành, Thác Vòi thuộc xã Thành Vân có diện tích 1.466 m², bao gồm thác nước, suối và rừng tái sinh. Điểm thác chính là nơi hội tụ của những dòng nước len lỏi trong những cánh rừng hàng chục km đổ về đây. Thác Mây thuộc xã Thạch Lâm được đổ xuống từ đỉnh núi Thạch Lâm ở độ cao khoảng 100 m với 9 bậc thác gối lên nhau. Ngoài 9 bậc thác chính, Thác Mây còn có bậc thác cha, thác mẹ và thác con. Đến với Thác Vòi và Thác Mây, bạn có thể được chiêm ngưỡng những tảng đá lúc ẩn mình dưới làn nước trong xanh, lúc phơi mình đón ánh nắng. Tiếng rì rầm của dòng nước, hơi thở của rừng núi bao la hòa quyện lại mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.